Thân thì chạy mô tô anh em, mà cầm xe tay ga lên cái té. Trời mẹ nó gỡ cua bò rồi nè. The next day. Hello anh em. Lâu quá không đi tour, mình cũng không biết làm gì. Thôi đội nón vô đi làm vòng chơi. Hôm nay là một ngày rảnh được ở nhà. Thì nhà mình bán cà phê mà, nhưng mà xui là hôm nay cái máy nó bị hư, thành ra là phải đi mua đồ để về thay, mua cái ron cà phê á, cái ron của cái máy để ép lại á. Thì cái máy cà phê sau khi mà sử dụng một thời gian rồi nó sẽ bị nhão, nó hở ra, không còn lực để mà nén cà phê nữa, thì giờ mình phải đi mua mình thay. Kêu thợ tới cũng được, nhưng mà kêu thợ tới thì người ta làm mắc tiền quá. Mà mẹ mình thì bà tự làm được nên chỉ còn đi mua thôi. Sáng nay mới rửa mô tô, rửa xong nó còn ướt, nó đi mất công dơ tiếc lắm, nên thôi lấy xe này đi. Mình đang đi lên Nguyễn Thị Minh Khai. Đây là một chiếc Ninja 400. Bóp kèn chào hỏi á. Nhưng mà nó là dáng sport á. Sport nó cúi người quá, nó mệt lắm, nên là thôi không mua. Mua chiếc Đúc 390 cho nó đa dụng, chở được người nè, đi xa đỡ mệt nè. Rồi giá nó lại mềm hơn chút xíu nữa. Thì suy đi tính lại mình mới mua Đúc chứ không mua con này. Nếu mà mình mua cái chiếc này rồi thì lúc mà chở người ta đằng sau nó sẽ giống vậy nè. Nhìn nó kỳ lắm, nên là đắn đo hoài bắt đầu mới thôi. Chiếc Đúc đây. Ok, mình tới nơi rồi. Anh chủ đang hướng dẫn mình sử dụng cái ron lúc mà thay vào cái máy á, thì xài như thế nào. Bây giờ mình sẽ quay phim lại cho người nhà coi thôi chứ không gì, chứ mình đâu có biết làm đâu. Thì để thay ron này,
Thì mình sẽ cần một cái vít ba kê ha. Lục cái giác hai là cái lục giác số 5 ha. Lục giác 5. Rồi ha. Rồi đầu tiên là mình sẽ tháo cái này ra. Một. Lấy cái này ra ha. Hai. Rồi. Đầu tiên thì mình sẽ dùng cái ba kê. Ba kê mình sẽ tháo cái đầu này ra ha.